Lý do chọn bộ trang phục như thế này? Lý do là hôm lúc trước là tụi em có đi chụp hình cưới, tụi em có chụp nhiều cái loại mà hình khác nhau, cho nên tụi em thấy cái phong cách này hợp với tụi em, nên hôm nay hai đứa em mang đến chương trình. Rồi, thế bây giờ hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho khán giả nhé. Dạ, em tên là Minh Nhật, năm nay em 20 tuổi, em đến từ Tiền Giang và nghề nghiệp của em là công nhân. Còn em? Dạ, còn em thì em tên thật là Nguyễn Hồng Tuấn, em sinh năm 1988. Mà mọi người hay gọi em là ông Nguyễn á anh. Là cũng nghề nghiệp cũng là công nhân luôn. Hai đứa em từ Bến Tre lên đây luôn. Chiều hôm qua thì em qua Tiền Giang rước Minh Nhật về bên nhà em. Rồi sáng nay thì hai đứa từ Bến Tre lên tới đây. Em đi cũng khoảng 2 tiếng rưỡi á anh, nên cũng hơi đuối một tí. Tại tụi em đi bằng xe máy. Ủa rồi hai bạn ở xa nhau như vậy thì mình yêu nhau sao mà quen nhau được hay vậy? Cuối năm 2017 á, sau khi em chia tay mối tình đầu tiên của em á, thì khoảng thời gian đó em cũng không muốn tìm hiểu ai hết, cũng là mình lướt phay chơi vậy thôi. Thì em vô tình em gặp Minh Nhật trên một cái diễn đàn của LGBT Việt Nam. Rồi các em mới hỏi Minh Nhật là nào giờ em có đi Bến Tre chơi không? Thì Minh Nhật mới nói lại, dạ là không. Em hỏi là sao em không đi, em không biết chạy xe máy. Hỏi sao em đi xe buýt thì Minh Nhật trả lời là em bị say xe. Trong đầu em lúc đó nghĩ Minh Nhật là chắc đang chảnh chẹ với em vậy đó, giống như là không muốn nói chuyện với mình vậy đó chị. Đi đâu đang nói đúng rồi. Qua. Dạ đúng rồi. Rồi từ từ rồi cũng khoảng cách cũng xa nên rồi em lần hai đứa lơi luôn. Rồi em mới về Bến Tre thì em cũng đi làm, rồi em quen một bạn gần nhà, cũng quen cũng được khoảng 5 tháng rồi chị. Thì lại không hợp phải chia tay nữa. Nửa năm sau nữa em lại vô tình gặp lại Minh Nhật trên một diễn đàn khác nữa. Nó nhớ là mang máng là có hình như là nói chuyện rồi. Thì em vô cái trang cá nhân thì em lại nhấp vô cái chỗ Messenger ấy chị. Thì mình lại nhìn lại cái những cuộc nói chuyện vừa rồi, nói chuyện rồi á. Rồi hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại. Rồi nhắn tin đến bao lâu thì bạn này mới chịu đi về Bến Tre chơi vậy? Sao đúng một tuần luôn là em đi luôn hả? Dạ là chịu đi xe buýt xuống tới cầu Gạch Miễu là phân nửa đoạn đường á chị. Rồi em chạy xe ra em đón. Em đón rồi về nhà em chơi. Đó là bắt đầu từ lúc đó là ngày 29 tháng 9 năm rồi. Mà lý do tại sao lúc trước em nói là em say xe, em không biết đi xe Honda, mà tại sao cho sau khi nói chuyện một tuần lễ mà em quyết định là em đi nửa đoạn đường? Từ nhỏ nói chung là em rất là thích con trai, nhưng mà cái không biết sao ngày đó là không biết động lực nào đẩy em. Cho nên một ngày đó là cũng là trời mưa dữ lắm luôn, mưa gió nhưng mà em cũng không có ngại, cho nên em mới quyết định là em đi xuống khoảng nữa tới nửa đoạn đường là trời rất mưa rất là lớn luôn, rồi đi sẽ đến điểm hẹn là tại trời đó là không có mưa, cho nên nhưng em nghĩ mà là lúc mà em trong lòng em đi là em muốn đi chơi cho biết hay là vì em mến bạn này mới đi? Dạ nói chung là vừa muốn đi chơi mà với lại cũng muốn tìm được hạnh phúc của mình. Hay em là sao một ngày một tuần lễ nói chuyện nhau là cũng hơi có tình cảm chút đỉnh. Khoảng đoạn đường từ Minh Nhật xuống tới cầu Gạch Miễu chị mưa lớn dữ lắm, rồi bên em đi qua bển rước cũng mưa lớn nữa, mà tự nhiên lại ngay cái điểm hẹn vậy á, nó không có mưa rồi. Chị nên ngươi la chút nữa gặp nhau đó. Tuấn là mối tình thứ mấy của em? Dạ Tuấn là mối tình thứ hai của em. Bên kia cũng hai người hay là ba người rồi? Dạ tổng cộng em quen một bạn nữ, một bạn nữ nữ gạt luôn, rồi tổng cộng là bốn bạn giống Minh Nhật. Là năm Minh Nhật là thứ sáu? Dạ đúng rồi. Không, Minh Nhật là thứ năm. Hai Minh Nhật là thứ năm. Dạ đúng rồi. Em kể là em quen bạn nữ đầu tiên đó. Dạ là đúng rồi. Đấy em mười bao nhiêu tuổi ha? Nếu mà nói về mối tình đầu tiên thì giống như là thì em sinh ra và lớn lên thì cũng bình thường như mấy bạn trai khác thôi chị. Cũng là đi học rồi đi chơi, cũng tụ tập đi chơi vậy thôi. Rồi cũng giống như mối tình học trò á chị. Cũng cáp rồi quen. Mà cũng quen được mấy năm á. Quen rồi xong khoảng tới quen nhưng mà có yêu không? Nói chung là học trò mà chị. Thì cũng nắm tay, nắm chân không ít vậy thôi. Chứ cũng không có dám gì nhiều. Thì cũng quen được khoảng 4 năm rồi bắt đầu cái em học xong 12 xong em không học nữa. Em bắt đầu cái em đi nghĩa vụ. Mình ở nhà thì được chăm sóc này kia, gia đình chăm sóc, rồi bắt đầu đi vô đó cái gì mình cũng phải tự làm hết, chẳng hạn như từ giặt giũ ăn uống hay cái gì đó thì mình phải tự hết. Thời gian đầu thì người yêu cũng lên thăm thường, tuần nào cũng lên thăm là cái bạn nữ á. Dạ rồi trong đó thì lại có một bạn giống Minh Nhật như vậy, thì tự nhiên cái bạn đó cứ hay giống như là hay qua chia sẻ với em, em buồn quá em đi không ai gì, tâm sự với em cũng nhiều vậy đó, tâm sự rồi bắt đầu cái đi tắm này kia cái để tôi giặt đồ cho, rồi đi ăn là để tôi lấy chén cho, quan tâm em nhiều hơn. Nhưng mà trong đầu em cũng thừa biết, tại lúc đó cũng là 20 mấy tuổi rồi, cũng thừa biết bạn đó là như vậy, mình cũng biết. Xong rồi tiếp theo là cái bạn nữ em lên thăm em, bạn gái em lên thăm em, giận chị chịu cái không nói chuyện với em nữa. Giận cái giống như là ghen vậy đó chị. Cái nhưng mà thật tới lúc đó là em chưa có nói là tôi thích bạn hay gì đó, là không có. Nhiều người lại nói em lợi dụng tình cảm của bạn đó. Xong rồi cái lần lần cái em thấy tự nhiên cái em thích bạn đó luôn.
cái em mới thích nào mà không hay không hay luôn chị, xong rồi bắt đầu cái em mới chia tay với bạn nữ. Dạ đúng đối tượng là công luôn. Không, thật ra là bạn này kiểu hơi xiên xiên thôi, còn gặp đúng rồi là hơi công đó. Nếu như mà nói rõ ràng không phân biệt cái vấn đề này rõ ràng thì người ta nói là bị giống như chơi chung nhau là sẽ bị lây. Yeah. cái giới tính không có lây su không có lây không có lây cưng. Đâu đây là kinh hơi công xíu. Dạ đúng rồi, tại vì hồi nhỏ em có được đi múa bên nhà văn hóa thiếu nhi múa chị. Rồi, múa là công rồi. Đi đúng rồi, ai múa cũng công đâu. Dạ cũng tham gia với bạn múa vậy đó, mấy bạn múa rồi lớn còn thấy. Nhưng mà cho chị hỏi thiệt nha, mình đang nói chuyện vui nè, chị không có ý gì hết gẹo cho em, nhưng mà cái giọng nói em ngày xưa y chang vậy hay là từ khi em công thẳng luôn rồi em mới nói cái giọng này? Chị thấy cái giọng em hơi yếu. Dạ yếu từ nhỏ lần chị, tiếng em vậy luôn. Vậy là công hồi nhỏ rồi mà không biết. Đâu em thấy Tuấn là cái kiểu giọng miền Tây kiểu nhẹ nhàng. Nhưng không, cái giọng của Tuấn nó hơi yếu. Âm giọng em vậy coi, nhưng mà chị thấy cực cứng người mà lại xíu á. Âm giọng em trầm, còn bạn này nói chuyện là hơi, cái giọng hơi thanh. Nếu như mà em công, em có máu vậy, tại sao em không thích một người con trai gạt? Bây giờ chị đang thắc mắc. Em không thích chị. Lý do em không thích, nên nói chung em nhìn con trai gạt em không có cảm giác, không có cảm giác gì hết, không có cảm xúc gì hết á. Và đến bây giờ cũng vậy luôn. Ủa làm sao? Ủa đúng rồi, chị thì giống như em thôi, em nhìn con trai thẳng em thấy bình thường. Không, ngày xưa lúc chị chưa làm gái thì nhìn trai thẳng chị thích dễ sợ. Tại vì chị có xu hướng trở thành một người phụ nữ. Không, ngày xưa hồi nhỏ mới lớn lên là đâu có biết gì đâu mà hụt xuống là người phụ nữ, không có nha. Lớn lên rồi, hai mấy tuổi mới có suy nghĩ. Như em từ nhỏ tới lớn thì nói chung là cũng đi chơi đó, banh bắn đạn đến lộn thì cũng có vậy đó, nhưng mà không thích, có nghĩa là không có thích gì tình cảm nhiều. Nhưng em lại thích mấy bạn nữ đẹp, em lại thích nha, thích lắm, thích đi chơi chung rồi thích chở mấy bạn lòn tay ôm này kia thì phái lắm, nhưng mà con trai chở em ghét dữ trời lắm. Ủa, vậy đó vậy? Cái chương trình là lạ nha, cái vụ em là chị thấy hơi lạ. Dạ đúng rồi, em không có thích. Hiện tại tới bây giờ cho dù em làm công hay gì đó em cũng không thích nữa. Vậy là em 50-50, nửa công nửa thẳng, đâm ra là mới có cái suy nghĩ vậy. Không chị, em tính em thì em nghĩ vậy nè chị. Em nghĩ thế, em tự nghĩ về em thôi nha. Ừ. Có nghĩa là ai mà tiếp xúc với em nhiều quá, em lại thích bạn đó. Là bạn này là ai gần gũi nhiều thì dạ, đúng rồi. Nhiều hơn. Dạ thì em cũng chia sẻ với anh chị là tại vì từ nhỏ em bị mồ côi mẹ á chị. Sinh ra mồ côi mẹ là 6 tháng là mẹ em đã mất rồi. Dạ sinh ra là giống như cách ly luôn á chị. Mang tiếng là 6 tháng mới mẹ mới mất, nhưng thực tế là sinh ra là cách ly luôn. Rồi xong rồi em mới sống với nội, với cô, với chú này kia thôi. Còn ba em thì có gia đình sau. Rồi có nghĩa là lúc nào em cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Dạ đó đúng rồi. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ thì em đang sống với cô. Em thương cô, em giữ trời lắm. Giữ trời luôn hả? Dạ thương lắm. Thương giữ trời lắm không á. Thương như mẹ vậy? Mình vậy đó. Nhưng em có thương bằng này giữ trời không? Có chứ chị. Rồi bây giờ nói với em chia sẻ cái gì đi. Dạ còn em á thì tuổi thơ thì hồi nhỏ thì em thường nói chung là chơi mấy trò chơi mấy đứa con gái không à. Bằng này con gái từ nhỏ. Dạ. Chị chưa biết ban nãy khi mà ở trong phòng make up mọi người nhìn thấy mặt của Nhật mà chưa make up, mọi người đã bảo là mụ bà nắn lộn, tại vì bình thường đã rất là xinh đẹp mà kiểu con gái. Trước năm lớp 9 là em đã chưa biết là em quen con trai, nhưng mà cái bắt đầu khoảng lớp 9 là em lên cấp 2 á, là cái bắt đầu thấy mấy đứa con trai đẹp á. Thích hết. Cấp 2 là bao nhiêu tuổi mà thích sớm vậy cưng? Đâu chị, lớp 7, lớp 8 là 14, 15 là bắt đầu. Lớp 6 đây là cấp 2 rồi. Dạ, lớp 6 là cấp 2. Là 14, 15 mà thích nhanh gì? Dạ. Đúng rồi, mấy đứa trẻ sau này thích sớm mà. Ủa em rồi khi nào em quen người yêu đầu tiên của mình? Khoảng vào năm lớp 10 là em bắt đầu biết xài điện thoại. Chơi Facebook, Zalo vậy đó. Tham gia là nói chung là tải mấy cái ứng dụng của cộng đồng LGBT. Rồi về rồi bắt đầu cái cũng tìm quanh đây này nọ đó. Rồi cái bắt đầu cái em cảm thấy người này em hết. Nói chung là người ta cũng hết em, nhưng mà cái bắt đầu cũng nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi cái bắt đầu cảm thấy hợp, rồi bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà khoảng thời gian sau á, thì khoảng quá trình đó là khoảng 6 tháng. Nói chung là cái khoảng thời gian sau cái hai tụi em nói chuyện không có hợp nữa, tụi em chia tay. Rồi mối tình thứ hai là ảnh bắt đầu là lúc đó là nói chung là cái cả nhận thức của mình được lớn hơn rồi. Cho trong một buổi chiều đó rồi bắt đầu hai đứa cũng nói chuyện qua lại, rồi cái bắt đầu quen. Cái bắt đầu quen nha, rồi bắt đầu đi lên trên đó luôn đúng không? Đấy. Cái này em chia sẻ thêm giùm Minh Nhật cái chị. 20 tuổi rồi mà không có biết chạy xe máy luôn. Sao vậy cưng, chứ ngày xưa cưng đi bộ không hả? Dạ, nói chung là từ hồi nhỏ là lúc lớp 1, lớp 2 thì mẹ em đưa bằng xe đạp. Nhưng mà hẳn lên lớp 3 trở lên á, cho đến em học đến lớp 11 là em chạy xe đạp không à.
xe đạp xe máy nó như nhau chứ gì đâu. Tới bây giờ luôn á chị. Xe máy thì em ngồi em gù ra thôi, xe đạp thì em phải đạp nữa. Thật sự chạy xe đạp khó chạy xe máy. Tới bây giờ vẫn còn chạy xe đạp chị, nhưng mà từ hồi quen em cái em tập cho chạy xe máy, em tập cho chạy. Rồi biết chạy xe máy chưa? Chạy mà cũng còn yếu lắm chị. Cho chị hỏi cái bữa đầu tiên gặp gỡ là sao, kể tiếp cái bữa đầu tiên. Bữa đầu tiên gặp gỡ đi. Đâu chơi, rồi làm gì? Bữa đầu tiên gặp gỡ nhìn ấn tượng đầu tiên rồi em nói trời ơi, sao tâm hình không có cao mà ở ngoài cao quá vậy? Rồi em có nói gì không? Không, em không nói gì hết. Bắt đầu cứ lên xe em trở về nhà. Em trở về nhà thì nhà em cũng nói chung là những mối tình trước cũng có về nhà nên cũng thoáng, mình nhật về cũng bình thường, không có gì gọi là đặc biệt hết á. Về rồi cũng em cũng dẫn đi chỗ này chỗ kia chơi ăn uống này kia, tối ngủ cái tối ngủ chung hả? Tối ngủ chung. Ngủ chung nhanh cái gì? Ngủ chung phòng, tại vì bên nhà em có phòng riêng, ngủ phòng riêng thôi mà. Ai nghĩ ý là ngủ lại hay tự động thích ngủ lại nhà người ta? Dạ không phải, là lúc đó là tại vì em qua buổi chiều, em qua là buổi chiều là tối rồi. Rồi ngủ lại có gì không? Không chị, ngủ rồi bắt đầu cái lấy gối tấn giữa chị. Ai là người tấn cái gối đó chứ? Dạ đây ạ. Tấn giữa. Trời là giống gái thiệt gì? Lý do tại sao em tấn cái gối giữa? Em sợ bằng này làm gì em hay là em muốn giữ khoảng cách? Nói chung là hai đứa cũng phải biết tôn trọng nhau cho nên em vừa giữ khoảng cách mà nói chung là cũng tạo nét một tí đúng không? Dạ đúng rồi. Là giống như anh đàn gái nhà lành đàng hoàng ngủ dạ. Chừng cái gối. Nhưng con gái nhà lành hôm nay mà đi đêm kia nha cô. Rồi cô đến nhà người ta rồi cô nghĩ sao cô chừng cái gối làm sao? Đúng không? Nè nhưng mà trời hỏi thiệt, lúc đó em đi qua đó em mặc đồ gái chưa? Dạ chưa. Chưa mặc đồ gái chừng đó chị trời. Nói chung là cũng tôn trọng nhau tí. Cô nào cũng có quyền giữ cho bản thân mình chứ. Nhưng thật sự đâu phải là lúc mặc đồ gái rồi thì ok chừng gối, nhưng mà thôi. Thật sự nếu không mặc gái thì đâu cần phải chừng cái gói. Dạ không, kiểu gì cũng không để cái này là do tâm hồn bạn này con gái nhiều, nhưng mà lúc đó chưa mặc đồ gái thôi. Chị Minh Nhật chỉ mặc đồ gái trong hai lần thôi, lần này là lần thứ hai thôi. Tại vì ban đầu khi mà em nhìn Nhật á thì em cứ nghĩ là Nhật chuyển giới rồi cơ. Tại vì nhìn cái nét rất là nét con gái, mềm mại lắm mà cao mà thon thả lắm. Ủa Nhật ơi, vậy là em có ý định chuyển giới không hay là em chỉ muốn giữ bản thân mình là con trai? Dạ nói chung là cũng muốn em có ý định không? Em có thích không? Dạ cũng có thích, nhưng mà một vấn đề về nói chung là sức khỏe với lại cái vấn đề về kinh tế. Nhưng mà em có thích cho Nhật làm gái không? Em thì nếu mà đó là ước mơ của Minh Nhật á chị thì nói chung là em cũng nghe chị chia sẻ là sau khi mình chuyển giới là mình phải thứ nhất là sức khỏe nè, thứ hai là phải chịu đau đớn nè, thứ ba là tiền bạc nữa. Tụi em thì chỉ là công nhân bình thường thôi, điều kinh tế là một nè, em sợ. Cái thứ hai nữa là nếu mà chịu đau, em không muốn chịu đau, em không muốn điều đó. À rồi anh chỉ muốn thay mặt chị Chi hỏi em là cái gì thay mặt chị? Nè thay ra nha, ông MC này nha, thích hỏi cái gì cứ hỏi, chị rất là nhiều tập nha. Em thích hỏi, em cứ thích hỏi, em đừng có đem tên chị ra ở đây, em bán đứng chị. Anh thay mặt chương trình và chị Khánh Chi, anh muốn hỏi là khi nào em chương trình ép buộc hỏi câu này nha, câu này là câu ngoài luồng, thích thì hỏi, thích thôi đừng đem gà chương trình vô, còn không là tôi cũng cho hỏi giống cái này đó. rồi anh muốn hỏi là anh muốn hỏi đi thay mặt chương trình chị Chi nữa. Rồi anh muốn hỏi là khi nào Nhật em hiểu không? Rồi mình giữ kẽ với nhau sau đó bao lâu thì Nhật trao thân cho Tuấn? Dạ gần một tháng sau chị, gần một tháng. Tại hôm đó là sinh nhật của Minh Nhật luôn á chị. Em quen là 29 tháng 9. Đến 20 tháng 10 là sinh nhật của Minh Nhật luôn. Wow. Mừng rượu bia rồi làm chuyện ấy. Rồi hai đứa thì cũng uống một tí thôi rồi. Em cũng ngủ bên nhà Minh Nhật. Rồi cho hỏi thiệt nha. Cái lần sau khi gần một tháng gặp nhau có trận cái gói nữa không? Dạ không. Hết trận gói rồi. Đúng rồi, tưởng qua trận nữa là hơi bị lạ lùng nha. Nhưng mà bây giờ hỏi thật sự nha. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên là mức chinh luôn hay là sao? Dạ Minh Nhật là lần đầu tiên luôn á chị. À Minh Nhật lần đầu tiên luôn. Dạ đúng rồi. Ủa rồi cái cảm giác sau lần đầu tiên đấy làm sao? Sau là mấy lần đó thì làm như là Minh Nhật cởi mở hơn, không có gục ghè nữa, không có bớt mắc cỡ hơn. Đến bây giờ vẫn còn mắc cỡ nha chị. Mắc cỡ cái này đó đó hả? Cái gì cũng mắc cỡ á. Sao vậy cưng? Tại nay lên sóng còn hay nói chuyện, chứ nếu mà thật sự gặp ở ngoài cà phê hay gì đó, em với chị mà ngồi nói chuyện là tới chiều là mình cũng ngồi như vậy đó, không nói một câu nào hết. Người ta con gái chị. Con gái, tính con gái rồi. E thẹn nhục rụt rè. Em hiểu em. Ủa rồi Tuấn ơi, gia đình của em khi mà biết em là gay á thì họ không phản ứng gì mạnh mẽ hết rồi? Thời gian đầu cũng khó, tại nội em là người Bắc đó chị. Người Bắc mà về cô giáo về hôn nữa. Cô giáo về hôn nữa. Một tháng không nói chuyện luôn. Bây giờ hai bên gia đình biết nhau chưa? Biết là hai đứa em quen nhau hết chưa? Dạ đã biết mà. Gia đình em cũng biết luôn hả? Có khó khăn gì không?
nói chung là không có thân gì hết trơn, nói chung là cũng nói chuyện bình thường. Thì ảnh qua chơi thì cũng nấu nướng ăn uống vậy đó, rồi ngủ lại rồi sáng giờ đi làm bình thường vậy đó. Rồi hai em yêu nhau đến ngày hôm nay là mấy năm rồi? Dạ đến ngày hôm nay, tính đến ngày hôm nay là đúng 253 ngày. Là nhiêu năm, nói đi, 253 ngày, trời ơi. Dạ, nếu mà 365 ngày. Dạ là mới có 8 tháng mấy thôi. Chưa được 5. Dạ mới có 8 tháng mấy thôi. Mà biết sao, tại vì chưa được 5 nên nói 250 mấy ngày đi cho nó dài. Có kỷ niệm nào mà mình không thể nào quên không mày? Chỉ có vui nhất là khi là hai đứa đi chụp hình cưới thôi chị. Em không hiểu lý do tại sao nữa mà những mối tình trước em quen 3 năm vậy mà em không có ý định. Em không có ý định sang là không mua cặp nhẫn cưới đeo. Dạ tại em tính rồi nhưng mà để tới hôm cưới thì mình đeo luôn. À mua rồi. Ủa là định cưới luôn rồi hả? Dạ chưa cưới, tụi em là 1 tay tháng 1 năm nay sẽ cưới. 1 tay tháng 1 kìa chị Chi ơi. Dạ tụi em có thích đám cưới tập thể không? Nếu mà nó thích thì tụi em cũng thích, nhưng mà tại vì chị là cuối năm nay chị sẽ tổ chức một cái đám cưới tập thể cho những người trong cộng đồng LGBT. Dạ em hôm nay vào ngày 11 tháng 1. Dạ em cũng nghe chia sẻ chị là hai tụi em thì cuối năm nay khoảng tháng 12 thì gia đình em sẽ bước qua nhà bên gia đình của Minh Nhật và xin cưới luôn. Hai bạn mới quen nhau như vậy á thì có vẻ thương mình, thương rất là thương, có nghĩa là cái cách nói chuyện, có nghĩa là tôi muốn hỏi là cái ánh mặt mắt rạng người khi mà nói về đúng. Về có nghĩa là cái động lực nào làm cho Tuấn là muốn giữ Minh Nhật lại ở với mình? Có nghĩa là nó là quãng thời gian chưa dài, nhưng mà vì sao mình lại có những quyết định rất là nhanh chóng như vậy về những cái chuyện rất là quan trọng? Dạ em suy nghĩ là chị, đầu tiên hết em nghĩ là cái duyên có nghĩa là mình đã gặp Minh Nhật một lần rồi, nói chuyện rồi, lại vượt mất đi, lần này lại gặp lại, em không có muốn là không muốn vượt nữa. Dạ em không muốn vượt nữa, em nghĩ tiến nhanh luôn, đánh nhanh rút gọn, 1 tháng 1 cưới luôn. Rồi Nhật ơi, nãy giờ em ít chia sẻ quá. Thì sau khi nghe được cái câu chuyện của Tuấn nói về tình cảm của Tuấn với mình á, thì em cảm thấy như nào? Nói chung là tình cảm từ từ vun đắp thêm. Nói chung là em cảm thấy là em thương mà anh nhiều hơn. Tại vì nói chung là cái gì anh cũng lo hết cho em hết trơn. Nói chung là chuẩn bị mọi thứ về, nói chung là lo lắng về từng miếng ăn giấc ngủ luôn á. Nói chung là giờ em rất là yêu anh. Dạ anh. Nói chung là câu này phải có một câu nói chung là nha, chị đưa. Rồi khi mà em biết được cái ý định là muốn cưới nhau á, cái cảm giác của em như thế nào? Thì nói chung là em rất là hạnh phúc, tại vì hồi xưa là em rất là thích làm con gái, mà với lại là hồi đợt mà em chụp hình cưới á, lại em được lại hóa thân thành một người con gái, cho nên em cảm thấy là em hạnh phúc và em vui vẻ khi là ở bên ảnh. Tuấn có thấy được cái điểm gì không tốt ở Nhật không? Cái quan điểm của em thôi nha, em quan điểm riêng em thôi. Thì em nghĩ là khi mình thương một người nào đó thì tất cả mình thương hết. Mình không có thể nào là đôi khi ba mẹ em sinh đẻ ra mình còn cãi, đôi khi mình còn gây gỗ cãi lộn, có nghĩa là mình không hợp với ba mẹ. Huống chi là một cái người khác họ với mình, không chung dùng máu, tại sao bắt buộc phải họ phải hợp với mình? Có nghĩa là Minh Nhật như thế nào em cũng thương hết. Khi mà hai đứa mà cảm thấy một giống như là bất đồng một cái quan điểm gì đó, khi mình cảm thấy là em rồi, cái chẳng hạn thường thường em không có đề nào em á, anh nghe hay là anh nghe nè hay ông sẽ nghe này gì đó, nhưng mà em một cái Minh Nhật nói thôi thì em đi ngủ, có nghĩa là chuẩn bị gây lộn á thì Minh Nhật đi ngủ. Em đi ngủ hoặc là em làm cái gì đó. Từ lúc quen nhau tới bây giờ thì trưa Minh Nhật nghỉ trưa, chị Minh Nhật điều điện cho em hết, mà tối hôm đó mà có gây lộn trưa Minh Nhật vẫn điện bình thường, là nói chuyện là giống như không có chuyện gì xảy ra hết á, là hai đứa từ hồi quen nhau chưa gây lộn công việc hết á. Sắp sửa gây lộn là bắt đầu là thôi em đi ngủ. Nói chung là em đi ngủ nha. Ngoài cái tình yêu lớn của Tuấn dành cho em ra thì em thấy Tuấn có một cái điểm tốt nào nữa mà em muốn gắn bó với Tuấn? Nói chung là Tuấn thì nó cũng nói chung là cũng nói chung là nói chung là ngại ngùng. Nói chung là cũng hay hiếu thảo, với nói chung là trong gia đình, nói chung là một phần á là vừa lo cho gia đình rồi còn phải làm, nói chung là trang trải cho cuộc sống. Nói chung là rất là quan tâm tới em, rất là lo lắng cho em, em thương đúng không? Nói chung là muốn chia sẻ gì nữa không? Em đến cơ em cười hoài luôn. Cái gì cười hoài vậy trời? Chị đừng có trêu em. Nhị có thấy Tuấn có điểm nào mà em không thích không? Không có được hoàn hảo là cái vấn đề mà dọn dẹp ở trong nhà hay bề bộn xíu. Người ta con trai người ta đang trai mà như ta đang trai mà đâm ra là đương nhiên ta hơi vơi vụng về vấn đề một tí. Em con gái nhiều thì đương nhiên em phải gọn gàng hơn. Không chị, chẳng hạn như cái chỗ phòng ngủ của em đi, em hay bồn bề thiệt, nhưng mà một khi mà chuẩn bị lên kế hoạch mà chuẩn bị cho mình được cái gì á là em sẽ chuẩn bị từng chút một. Vậy đó, nếu mà nó vụng về thì sao cô đẹp được vậy?
đúng không? Tao cứ lo chú đáo quá trời luôn. Lại rồi ước mơ tương lai của mình như nào? Quay chương trình thì về xong thì em với Minh Nhật sẽ chụp thêm một bộ ảnh cưới là hai đứa mặc đồ nam hết. Và tiếp theo nữa là tới một tay là hai đứa cưới. Là cưới nhau. Cưới nhau rồi em sẽ gửi Minh Nhật về Bến Tre luôn. Nhưng mà thấy có vẻ là bạn Tuấn thương Minh Nhật thương nhiều quá hơn. Thương quá trời thương. Thương nhiều hơn. Thương mà kiểu nâng niu luôn. Dạ đúng rồi, em nâng niu. Cái cách nói chuyện của Minh Nhật cũng không có yêu Tuấn nhiều bằng không phải đâu chị ơi, tại vì á như vậy nè, con trai khi mà họ thể hiện cái gì đó họ sẽ dễ dàng hơn con gái. Con gái nhiều người đâu chị phải ai thấy hiện đâu phải ai cũng mạnh mẽ như chị đâu, chị là mạnh mẽ nè, kinh nghiệm nữa, còn bạn này kiểu ê, nói với Cưng là chị kinh nghiệm. Lúc trước chị bảo là chị quen mấy chục mối tình rồi gì đó. Mấy chục mối tình là chị tự đề chị đào hoa thì có nghĩa là chị đã là đã chị có ngang trái nó phải gắn liền với là nhiều người đàn ông đẹp. Đúng rồi, thì ý của em là chị cũng có kinh nghiệm hơn. Đúng nếu rồi. Mà kinh nghiệm là chỉ yêu ba người nó thành rồi chứ không phải mười mấy hai chục người mới thành. Không, kinh nghiệm tình trường. Cuộc đời chị ngày xưa là Thúy Kiều nó, nhưng bây giờ chị không phải rồi. Cuộc đời chị ngày xưa là Thúy Kiều nó, nhưng bây giờ chị không phải rồi. Hết rồi. Hai bạn á, khi mà mình đã có nhiều cái dự định cho mình rồi á, thì mình có thông điệp nào gửi đến các bạn khác trong cộng đồng không? Qua chương trình thì em muốn gửi tới những bạn trong cộng đồng mình, thì cứ việc thí dụ mình thương chân thành một người nào đó thì mình sẽ nhận lại thôi. Dạng sự tùy duyên thôi, duyên tới mình sẽ tới thôi. Rồi, Khánh Chi cũng sai mặt chương trình chúc hai em được nhiều hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống, và ngày 1 tháng 1 là ngày hạnh phúc nhất của hai em. Chúc hai em trăm năm. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chương trình ạ.